Xin chào các đại lý và khách hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Hôm nay bên công ty Trầm Hương Nguyễn vừa mua được hai cục hàng thô banh đỏ xịn. Banh đỏ xịn, quần nhiều và quần đẹp nha cả nhà. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn chuyên sản xuất trầm zin 100%, không xử lý màu hoặc mùi của hóa chất. Banh đỏ xịn, quần đẹp, chuẩn bị tiện ra hạt để làm ra sản phẩm trầm hương nha cả nhà. Banh đỏ có mùi hương thơm ngọt nha.